ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi bài nhận định và phân tích thời sự Hoa Kỳ. Kính chào, chúng tôi là Võ Thành Nhân và đến với chương trình ngày hôm nay là chương trình phân tích về thời sự Biển Đông. Chúng tôi tiếp xúc là bình luận gia Đại Dương để tìm hiểu một số vấn đề có liên quan tới vấn đề Trung Cộng đã thành lập quận Tây Sa, tức là Hoàng Sa, trú đóng tại đảo Phú Lâm, Woody Island. Và sau đây là cuộc tiếp xúc của chúng tôi. Trước hết, xin được kính chào bình luận gia Đại Dương. Chào anh Nhân và kính chào quý vị. Kính thưa ông, khi mà chúng ta được biết một cái bản tin đó là Trung Cộng tuyên bố trong tuần rồi đó là đã thành lập quận Tây Sa, tức là Hoàng Sa, trú đóng ở tại đảo Phú Lâm đó. Thì như vậy, cái nhiệm vụ cai quản quần đảo Tây Sa và Scarborough Atoll của quận Nam Sa, tức là Trường Sa, đóng tại đảo nhân tạo này, chữ thập này, thì vấn đề cai quản quần đảo của Trường Sa trực thuộc vào thành phố Tam Sa. Ông nghĩ sao về vấn đề này vậy thưa ông? Thưa anh, bây giờ cũng làm rõ thêm tí là họ gọi cái quần đảo Hoàng Sa là quần đảo Tây Sa. Thì cái đó không những họ cai quản cái quận nhất, cái quận thứ nhất á, thì nó cai quản cả Tây Sa và Scarborough Sound, tức là một cái bãi cạn ở gần Philippines, nó làm hơi rộng. Còn Nam Sa, tức là Trường Sa, thì nó đóng ở đảo nhân tạo chữ thập để cai quản cái quần đảo Trường Sa mà thôi. Đó. Nhưng mà đó nó thuộc về hai cái đó, nó thuộc trong thành phố Tam Sa như nói, cũng đóng ở đảo Phú Lâm. Bây giờ thì tôi xin trả lời câu hỏi của anh. Bây giờ này là chúng ta so sánh cái việc cai quản Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam và Trung Quốc nó như thế nào? Cái việc mà cai quản cái Hoàng Sa, hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam nó có từ lâu rồi, tức là từ thế kỷ thứ 10, từ thế kỷ thứ 18, thứ 10, đúng rồi, kể từ thế kỷ thứ 19 đã bắt đầu. Nhưng mà tất cả cái đó ngày trước, cái việc mà nhận dạng, nhận chủ quyền của các hoang đảo là rất là giản dị. Ai thấy trước là người đó nói là đó của tôi. Nhưng mà là lần từ thế kỷ thứ 8 cho thế kỷ thứ 18 là người ta thay đổi rất là nhiều. Rất là nhiều. Cho nên tới và Việt Nam thì đã bắt đầu thế kỷ thứ 16. Đã bắt đầu rồi, đã bắt đầu có gửi người đi ra cai quản cái quần đảo Trường Sa Hoàng Sa. Và như thế thì tới năm 1885 thì cái định ước Bắc Lanh nó làm rõ hơn là như thế nào là gọi là anh là chủ quyền, như thế nào là anh, các cái nơi anh làm cái gì để được chủ quyền. Tất cả những cái đó phía Việt Nam theo hoàn toàn đúng hết. Nghĩa là cái vào thời điểm đó là hoàn toàn đúng. Thời điểm đó ý tôi muốn nói là trước khi có công ước Liên Hợp Quốc về luật biển thì Việt Nam đã áp dụng hoàn toàn đúng theo công pháp quốc tế. Ta xét xem Trung Quốc có được hay không. Thì Trung Quốc không được là lý do gì? Trung Quốc sợ quốc tế xác nhận chủ quyền vì anh ta không có những cái chứng cứ. Cho nên năm 1933 thì khi mà Pháp lúc đó còn cai trị Việt Nam thì nói rằng nhập coi như đưa cái đảo Trường Sa đó vào cái quận vào thuộc về tỉnh Bà Rịa. Thì ông Pháp ông mới bảo ông Thọ ông Thầu rằng ê, bây giờ chúng ta ra trước tòa án quốc tế đi để mình xác nhận xong cái Trường Sa này nó của ai. Thì Trung Quốc từ chối tức là không phải là chủ quyền của Trung Quốc rồi. Nếu mà chịu thì ra tòa đi. Thứ hai, năm 1949 thì ông Tưởng Giới Thạch đưa quân chiếm cái đảo phía đông của đảo Trường Sa, cái nhóm phía đông. Thì Pháp cũng gọi Pháp bảo ê, bây giờ ông tổng thống ông hãy cùng tôi ra trước tòa án để mà tòa án quốc tế để mà xác nhận xem cái Hoàng Sa này của ông hay của tôi hay của Việt Nam. Thì ông cũng từ chối. Như vậy tức là hai cái chứng cớ đó chứng tỏ rằng Trung Quốc không hề có cái chủ quyền, chứ đừng nói tới cai quản gì hết, anh không có. Thì đó,
Thì như vậy, thì cái việc lập quận này có ý nghĩa gì? À, thì tại sao lập? Như vậy thì anh lập cái quận này sai. Bởi vì sao? Năm 1982 khi luật Quyển đưa ra thì quy định rõ ràng thế nào là đảo, thế nào là quần đảo, thế nào là đá, thế nào là bãi cạn rất chi tiết. Nhưng mà những cái điều này anh hoàn toàn áp dụng sai. Anh không phải chủ quyền mà anh tuyên bố chủ quyền, cho nên cái đó anh không thể nào mà anh lập cái quận được. Cái quận của anh nó vô giá trị, vô giá trị trên mặt pháp lý, vô giá trị trên mặt pháp lý quốc tế. Thành như thế tôi cho rằng điều đó để chứng tỏ rằng Bắc Kinh làm càn chứ không tôn trọng luật pháp quốc tế gì cả, thưa anh. Dạ, nhưng mà vấn đề mà hình thành cái chủ quyền ở tại lập ra cái quận để mà lo vấn đề Trường Sa và Hoàng Sa đó, thì cái có đứng vấn đề xác nhận chủ quyền đó hiện nay như thế nào vậy, không? Thì cái vấn đề xác nhận chủ quyền bây giờ dù cho Việt Nam có nói cái gì, Trung Quốc dù cho nước nào thì Trung Quốc cũng nhất định, và dù cho cộng sản hay không cộng sản thì họ cũng không chấp nhận. Họ không ra, mà không ra thì anh nhớ rằng hiện nay là chỉ có tòa án tòa án công lý quốc tế mới có quyền phê phán về chủ quyền. Mà cái tòa án họ đặt ra vấn đề này, nếu mà một bên không chịu ra tòa thì tôi không thụ lý. Đó là trường hợp tại sao mà năm 1933-1949 Trung Quốc, là bởi vì tòa án họ không thụ lý, kia từ chối, thành thứ ra họ không thụ lý. Đó cho nên cái trục trặc nó nằm ở đó. Và cái trục trặc ở đó là gì? Phải giải quyết bằng vấn đề quân sự. Nếu không, không có cách gì mà nói được với ông Tàu cả. Cái kiểu mà bừa bãi như vậy, gọi là chủ quyền lịch sử, cái điều đó hoàn toàn đã bị cái công ước Liên Hợp Quốc bác bỏ rồi, không có giá trị nữa, thưa anh. Và kính thưa ông, khi mà chúng ta nói Tàu Hải Dương Địa Chất 8 được Hải Cảnh và Dân Quân Biển hộ tống, khi mà nó đi qua cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trong thời gian vừa qua đó, thì nó bám sát vào cái vấn đề mà thường trực tàu khảo sát của Mã Lai, thì nó có ý nghĩa như thế nào vậy, thưa ông? Thứ nhất là Trung Quốc cứ việc cho tàu đi. Giờ đi á, trên mặt anh nói với ở trong nước là đó là cái chủ quyền của mình mà, cho nên tàu bè mình đi tự nhiên có ai làm gì. Nhưng mà thực tế này, trên vấn đề công pháp quốc tế là tàu bè mà đi qua cái vùng gọi là đặc quyền kinh tế của một nước á, là hoàn toàn nếu anh không làm gì thì anh toàn quyền tự do. Nhưng mà cái đi của họ, chúng ta để ý, họ hơi lắc léo, là họ đi xong họ có ý là đe dọa, chứ không phải là tình thường. Rồi bây giờ chúng ta thấy cái thứ hai là họ quấy nhiễu cái hoạt động khảo sát khai thác dầu mỏ trong thềm lục địa của Mã Lai. Cái thềm lục địa là bởi vì vừa rồi mấy tháng trước thì Mã Lai và Phi Luật Tân đã đệ trình lên Ủy ban thềm lục địa Liên Hợp Quốc để xác nhận đây là cái vùng chủ quyền của hai nước. Đó là cái vùng đặc quyền kinh tế là 200 hải lý. Nhưng mà nếu gọi là thềm lục địa, nó có thể kéo dài thêm tới 350 hải lý cách bờ. Và như vậy họ nói cái vùng đó nó nằm ngoài EEZ, tức là nằm ngoài cái vùng đặc quyền kinh tế, nhưng mà nó nằm trong cái thềm lục địa. Thì bây giờ anh ta đi như vậy, tức là đưa tàu đến, thì chứng tỏ là tôi phủ nhận anh. Phủ nhận, tôi không chấp nhận. Cái đó là áp đặt, chứ không phải là trên luật pháp quốc tế. Luật pháp quốc tế không làm được. Trung Cộng không có gì làm được. Đó là cái chuyện mà phải đưa ra tòa án quốc tế, mà họ từ chối thành không có thể làm được. Kế tiếp thì chúng ta thấy tại sao Việt Nam cũng có mặt ở tại cái khu vực Mã Lai, tại vì đó là cái vùng trồng lấn. Nếu mà kể cái vùng gọi là thềm lục địa của Việt Nam và thềm lục địa của Mã Lai thì nó trồng lấn ở đó, cho nên Việt Nam cũng có trách nhiệm nên mà đi theo để mà coi, thưa anh. Và khi mà vấn đề thời sự thì ông thấy rằng cái vấn đề mà trên tờ báo mà Nikkei ngày 21 tháng 4 nó cho rằng cái việc mà Hoa Kỳ rút ra khỏi cái hiệp ước hòa tiễn nguyên tử tầm trung INF của Nga đó, thì cái hiệp ước này nếu mà rút ra như vậy thì nó có thể làm cho Nga và Trung Quốc trở thành một cái đồng minh nguy hiểm cho Hoa Kỳ tại châu Á hay không vậy, thưa ông? Thưa anh, thì tôi có một điều này nói vắn chắc. Thứ nhất á, là người ta lo lắng rằng trước này là Nga và Trung Cộng thì coi như đồng minh, nhưng mà đồng minh không đồng lòng, nghĩa là nói đồng minh thôi chứ còn thực sự không phải. Nhưng bây giờ hai nước này thấy như vậy, cái
ông Mỹ này bây giờ ông sản xuất, ông chuẩn bị đưa các cái vũ khí tầm trung, hỏa tiễn tầm trung vào ở Biển Đông, thì mấy ông kia nói như vậy là nguy hiểm cho cái vùng đó, cho nên bây giờ tôi chống. Nhưng mà họ không nhớ rằng vì rằng Trung Cộng không có trong cái hiệp ước đó, cho nên Trung Cộng mới chế tạo, mới đặt ra những cái thiết đặt những cái vũ khí tầm trung và những hỏa tiễn tầm trung mà nguy hiểm cho, mà không có đúng với cái luật pháp quốc tế. Vì thế cho nên hai người ta nghi ngờ, nhưng mà theo tôi nghĩ rằng dù cho hai nước đó có hợp lại, có là đồng minh chí cốt thì nữa, cũng không phải là không thể nào cân bằng được với Hoa Kỳ. Bởi vì sao? Nếu mà họ đi nhờ thì Ấn Độ, rồi Anh, rồi Pháp, rồi Úc, Đại Lợi, họ sẽ đứng về phía Hoa Kỳ. Bởi vì đó là cái lẽ tất nhiên rồi. Và nếu chúng ta nhận định, chúng ta thấy rõ ràng rằng dù cho Nga với Tàu mà có hợp sức nhau thì cũng giống như trong cái hồi chiến tranh lạnh rồi họ cũng sẽ bại. Bởi vì họ không đủ khả năng thực tế trên biển và trên không, thì phe Tây Phương là ưu thế chứ không phải là phe Tàu và phe Nga ưu thế, thưa anh. Xin được cảm ơn Bình Luận Gia rất là nhiều cho chương trình ngày hôm nay. Xin được kính chào ông. Bye bye. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến với ban biên tập SPTN DC, xin email về washingtondc@sptn.tv. Bích Phượng kính chúc quý vị một buổi tối an lành và hạnh phúc bên người thân và gia đình.